Thật ra khi mà Vi bước ra khỏi sân khấu thì với cái thân hình này nhỏ bé này thì anh có muốn thay đổi một cái số ý định ở trong đầu, anh rất muốn bảo vệ em. Thì nếu mà hôm nay mà em đến đây á thì em tìm kiếm một tần số và tình yêu á, thì mình có thể trao cơ hội này với nhau được không? Mình có thể trao cơ hội này với nhau Từ được giờ không? anh sẽ yêu mình em đó, giống như là trong mơ, muốn bên em suốt đời, anh không muốn buông tay vì nè, con gái chắc phải gọi bằng con quá chứ gọi bằng em mới kỳ. Không được mặc cái đầm này nữa. Cái đầm này giống như là một cái đứa bé mà nó mới học lớp 6, lớp 7 á chị. Trời cần ơi, kệ người ta mới 20 tuổi vậy, mặc người ta mặc nhỏ quá. Em mặc cái gì đó bắt đầu trưởng thành hơn, đường cong đồ này kia cho nó đẹp ra. Nhưng mà không có đường cong thì sao mặc em? Đường cong em tím mà. Không có đường cong thì sao mặc? Nắng. Mình ép xíu. Không em ơi, nếu mà muốn có đường cong thì mình phải độn chứ không có nắng được em. Mình phải độn, mình đẩy ra, chứ không có nắng được. Dạ, nhưng mà cái đầm này nó làm cho em cảm thấy như con nít vậy đó. Nhìn như là lớp 6, lớp 7 vậy đó. Dạ. Nó bị rộng rộng mà nó dài dài sao á. Nó đối với anh thì nó chưa có tôn cái dáng thiếu nữ lên ha. Với lại chị nghĩ như vậy nè bé. Dạ. Tại vì mình nhỏ con, chị cũng nhỏ con, cho nên chị rất thích mang giày thể thao. Vì mang giày cao gót á đau khổ lắm chị biết. Nhưng mình nhỏ con cho nên mình phải có cái lợi thế một tí xíu. Có thể là cha mẹ phụ huynh á hay nhìn vào gọi là lấy chồng thì xem tông, mà lấy vợ thì xem tướng á, nói chung là cái câu gì đó. Thì nhìn vào nó phải có một tí gọi là nó phồng vinh một tí. Thì chị nghĩ em nên mang một cái loại giày cao gót mà chút xíu gót thôi ha. Thì khi đẩy giày cao gót lên một chút á thì cái dáng đứng của người phụ nữ nó sẽ khác mang với giày thể thao. Mặc dù giày thể thao thì nó thoải mái hơn. Thiệt ra là tới đây là em có chuẩn bị hết. Nhưng mà mọi người là chọn cho em theo cái phong cách như vậy. Cho nó dễ thương. Chắc mấy anh biên tập nó muốn lấy hai này nha. Mấy biên tập này nó cũng ế dữ lắm em. Nói chung là cái đội quân biên tập ở đây nó ế dữ lắm. Cho nên nhiều khi nó hãm hại em đó. Nhưng mà đứng ngồi trên đó mà em bước ra cái anh thấy chút chắc khoảng dễ thương lắm. Nó nhỏ xíu. Nhưng mà nhiều khi đây là cái làm cho người ta ấn tượng. Cái gì nhỏ bé mình hay muốn bảo vệ, phải không? Giống như cây con vừa mưa cái chạy cái lấy dù che liền. Còn những cái cây già như chị, nhiều khi người ta lấy nước ta tạt luôn cho nó chết. Mọi người hiểu không? Nó nhìn thấy nó kinh. Thấy xinh không? Anh nhắm là anh nói xinh là xinh không nghe. Tại do cái áo đầm rộng rộng, xong rồi cái tự nhiên nhìn trên đây xuống nhìn em nhỏ xíu, cho nên thiệt tình là con đàn ông trai á thấy nhỏ quá cũng ngại nữa, thấy em nhỏ xíu à, như là học sinh vậy đó ha. Mà xinh thiệt em sao? Dạ. Cảm nghĩ của em bây giờ thì em ngồi trong đó em thấy hơi lạnh rồi á, tại vì không ai chọn em á, cho nên là thấy anh hơi Vinh chọn á. Nhưng mà quan trọng là hai anh đó đúng không anh? Đúng rồi đó. Anh Vinh chọn cũng quan trọng lắm á, ảnh cũng đang ở không á. Khúc này không phải phần Vinh nha. Bây giờ thôi mình để lại cho hai bạn nam trước đi. Dạ, thật sự là không phải là em chỉ dễ thương đâu, mà thật sự khi mà em bỏ cái lớp mặt nạ ra thì anh thấy em rất là xinh xắn. Thì anh mong là ở bên ngoài kia sẽ có rất là nhiều người quan tâm và yêu thương em. Chúc em may mắn. Không cần bạn phải nói những câu mà giao đãi như vậy đâu nha. Con người ta xinh đẹp như vậy, bây giờ mở ra một cái là cười cái gì? Nghe không? Ông quay phim bên đây rụng luôn. Rụng lò luôn. Bịch như mít vậy đó. Hấn nói câu gì em? Biết nãy nghe là anh Vinh được rồi ta. Biết nãy nghe là anh Vinh được rồi ta. Tần số tình yêu mùa 2, 21h35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.